mình sẽ lên Ma Vũ khi mà bên nó có tăng cơ nhiều hoặc là đấu sĩ nhiều á, ví dụ như là Kassante, Ginnitong, Sejuani, Wukong, Vi. Còn nếu mà team nó ví dụ nè, team nó không có đấu sĩ, không có gì hết á, team nó mấy con tay dài kiểu Talia, Nelly với Saya kia, mình đánh nào tầm nó, mình cầm đa bác con bài đó nè, đánh nào tầm nó. Ba tia, ba tia thì mình sẽ lên khi mà mình dép lính, khi mà mình kiểu bên kia nó lấy hết mega của mình rồi đó, kiểu mình cần liên giáp á, mình lên đó là mình cần gây ra, mà kiểu như team mình là gây ra diện rộng, ví dụ như team mình có Yafan nè, Ogi nè, Kingred nè, Gaka nè, kiểu mà hai bên team mấy ông nghĩ là mấy ông tưởng tượng ra là cái combat hai bên nó sẽ kiểu sát sát vô nhau, mà ba bốn con nó sát sát lại gần nhau á, thì cái cuộc cung nó sẽ có hiệu quả. Còn nếu mà win combat kiểu hai bên đều là team bóc á, ví dụ như bên kia là Yui với Ezreal, Kama, Nelly kiểu vậy, mấy ông đứng lên cuộc cung, tại vì nó lúc nào nó cũng đứng xa xa nhau á, nó cũng đứng xa xa nhau, mấy ông lên cuộc cung không có tác dụng. Còn kiểu bên đó nó cứ chậm chậm vô mấy team cover kiểu như là mấy con mà tầm kem và gum này nọ, nó hay quýnh đứng xung quanh AD mình lên nó được. Khi nào lên phong linh, khi nào mà mình cảm thấy mình dư đam rồi mình sẽ lên cung phong linh, khi nào mình cảm thấy mình thiếu đam thì mình lên móc diệt, khi nào mình muốn mình tự bảo vệ bản thân mình cơ động, cảm ơn Hiếu Phan nha, thì mình lên cung phong linh. Nói chung là mình cứ muốn đam thì mình lên móc diệt, mình thấy mình dư đam rồi kiểu mình ao đồ á, thường mình sẽ lên cung phong linh khi mà mình kiểu mình ao đồ á, kiểu mình xanh sớm quá mình lên cung phong linh, mình ao đồ rồi kiểu gì mình cũng hơn đồ nó, mình lên cung phong linh xong rồi món hai món ba mình lên đồ đam lại cũng được, kiểu vậy. Hiểu không? Đừng ai nói vậy, skin của tôi nha, mấy ông chuẩn bị chơi skin tôi xấu chứ gì. Đừng chơi, skin này là skin của tôi, không chơi nha. Đó, kìa không biết chơi CV, game này cho coi nha. Em chơi CV cho coi nha. Vô. Giỡn với con CV của CL, CV chiến, CV ở máy CV farm, CV BK, CV của D phải là CV BK. Sao cắm em BK bên này. Chết lát gì vậy? Biết CV chiến là CV như nào không? CV của mết là farm rồi. CV của mết là bên sub mình à. Lui. Farm đi được rồi. CV sẽ đơ là phải chiến. Đợi nó quỳ như kiểu nhắn sắt vậy sao mà né. Đúng là boomerang luôn á. Chứ dính đi phải dính về á. Thiệt luôn mấy ông này bị gì á, thiệt luôn á chơi. Cái đậu xanh đó chứ. Sao mà cay quá vậy. Cay quá, phải giết này đó thôi. Trời ơi, cái quần què gì vậy. Giỡn mặt cái đứa nè đó. Rồi có bị đai không nè, e vô quy có bị đai không, có bị đai không cô chưa. Trời ơi, đỡ mạng nữa chứ chán mạng luôn. Nó bùm mày gần mà dính cái đầu là phải dính cái sau á, nghe đúng ra phải lên cung, phải lên cái cung phong linh đó mà hồi lên cái mất việc đi, không biết về thu lên đi. Nó boomerang mà cứ né là sao nhờ. Nó là chiêu, nó là boomerang mà cứ né thôi. Nó né được đâu. Let's go!
hả? Hay à, cái gì vậy? Ủa, cái tàu hậu thư. Hai kèm nháy. Cái tàu hậu thư điên thiệt. À, đập nó vậy không không banh cái tàu hậu thư kìa. Dạ. Trời ơi trời trời. Mang quỷ Camille này nó game sao tìm game tiếp gặp tôi cho nó thua thêm game nữa. Tôi mới hải dạ. Trời, nó cứ đi bộ từ nhà xuống giết boss xong thì bị lên top hoài. Này coi chim như có Zergot nhiều lắm nè. Tìm Zergot. Dế con. Đau đau đau. Hoài vậy. À, nó hoài luôn á chứ. Khùng, khùng, khùng nè, khùng hết rồi đúng không? Rút lông đi, ừ. Khùng hết rồi đúng không? Trời ơi. Hay hay hay. Ai à? Má ảo thiệt. Sao nó dám đứng lại nó bắn nghe quýnh nha ta. Mình ảo quá. Không nghĩ nó dám đứng lại đánh luôn á chứ. Trời gì vậy trời. Nghe này phải game liên minh làm vậy. Ủa cái gì tầm bức trí vậy á. Mới lộn ác. Mới làng xài dữ luôn. Ờ mà hôm bữa tôi mới đi net anh em ơi. Sau bao nhiêu năm tôi mới đi net. Cái tôi thấy kiểu tôi đi net khuya á. Tôi chơi khuya. Net đêm á. Sau cái tôi thấy mấy người kiểu đúng niềm vui của tao đơn giản ghê đó. Kiểu mấy bạn nó chắc đại học. Chắc học đại học. Kiểu ngồi chơi vô chơi agam xong rồi ngồi ăn mì với lại coi Netflix. Trời niềm vui người ta đơn giản dữ kìa. Mấy bạn nó sinh viên chắc à. Tại thấy cái Devalo này nó với cái mạng cục trẻ. Nhìn thấy thương ghê. Ây da. No ban for you. Dạ, đánh hay gì xứng đáng có ban the kill á. Chả được có ban the kill. Nên nhấn like, subscribe cho tôi, nhấn vào nhiều. Ừ, 96.000 subscribe rồi. Hay quá anh em à, cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em rất rất nhiều.